Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 6 tháng 2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất đầu năm Nhâm Dần 2022 tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vicenza. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo một số sở ngành đơn vị cấp tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất năm 2022 tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương sự nỗ lực cố gắng của công ty để đạt được những thành tích nổi bật trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 mặc dù chịu tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đứng thứ 5 toàn quốc, thu ngân sách đạt trên 39.000 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa. Công ty đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu thế giới để đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan. Hiện nay, sản phẩm của công ty đã có mặt ở hầu khắp các châu lục trên thế giới. Để hiện thực hóa đường hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp, tìm kiếm mở rộng thị trường, nhất là những thị trường có giá trị gia tăng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển, bởi sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng giao các sở ngành chức năng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vicenza, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động và chúc mừng những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2021. Hoan nghênh, ủng hộ chiến lược và khát khao phát triển của công ty, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa công ty bước lên tầm cao mới, trở thành tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực, hướng tới thị trường quốc tế. Tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty không ngừng phát triển, vươn lên tầm cao mới. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị, Công ty Cổ phần và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vicenza tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, không ngừng đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn tin tưởng với những kết quả đạt được trong những năm qua, cùng với khát vọng vươn lên, hướng đi đúng đắn, chiến lược phát triển của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị, Công ty Cổ phần và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vicenza nhất định sẽ thành công, đóng góp vào trong sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong ngày hôm qua, mùng 6 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã tới dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê và Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Sông Chu. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19, song Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đã chủ động thực hiện tốt các giải pháp để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với năm trước. Thu nhập, đời sống của cán bộ, công nhân được bảo đảm. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để đảm bảo sản xuất, các đơn vị đã phân công cán bộ, công nhân trực Tết theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra, vận hành máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang chúc mừng những kết quả mà Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đạt được trong năm 2021, đánh giá cao tinh thần lao động sản xuất đầu năm và những mục tiêu kế hoạch năm 2022 của hai doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê cần nghiên cứu tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, qua đó góp phần nâng chất lượng và sản lượng cho sản phẩm lúa gạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mở rộng nhà máy, nâng công suất dây chuyền sấy lúa tươi lên 23.000 tấn, dây chuyền sấy sát chế biến lúa gạo lên 40.000 tấn trong năm 2022.
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu quản lý tốt nguồn nước, phát huy tối đa hiệu quả các công trình do đơn vị quản lý để bảo đảm cung ứng đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. Đồng thời, trong năm 2022, công ty cần chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình, đặc biệt quan tâm đến 31 hồ chứa nước lớn mà công ty mới tiếp nhận từ các địa phương. Trải qua một năm chồng chất khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của nền kinh tế. Kinh nghiệm vượt khó năm 2021 cùng với hàng loạt chính sách được Quốc hội, Chính phủ thông qua đã và đang tạo động lực cho các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi thêm quyết tâm, nỗ lực bứt phá và cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng khả quan cho năm 2022. Trụ vững và bước qua một năm đầy biến động, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã xây dựng các kế hoạch, phương án thích ứng an toàn, linh hoạt và bước sang năm mới 2022 với một tâm thế quyết tâm cao độ, bứt phá mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực thay đổi mô hình, tái cấu trúc hoạt động cho phù hợp với trạng thái bình thường mới, tích cực chuyển đổi số và nắm bắt cơ hội để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Có thể nói, dịch COVID-19 đã gây khó khăn chưa từng có cho năm 2021, nhưng cũng tạo nên sức đề kháng để khó khăn không cản trở khát vọng vươn lên của các doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2022, thì công ty đã thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên về kế hoạch cũng như là động viên anh em để làm sao đẩy mạnh được công tác sản xuất cũng như là công tác thị trường để sao đạt được cái mục tiêu năm 2022 sẽ nâng cái sản lượng cũng như là doanh thu của công ty thêm 30% so với năm 2021. Năm 2022, dù vẫn còn không ít khó khăn thách thức ở phía trước, nhưng với những kết quả phát triển kinh tế xã hội vững chắc mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm vừa qua, các doanh nghiệp đang có niềm tin mãnh liệt vào sự phục hồi, nắm bắt cơ hội tăng trưởng của nền kinh tế. Đây cũng là năm bản lề để nhiều doanh nghiệp tiếp tục cơ cấu hoạt động, xây dựng lại kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa có nhiều kỳ vọng, mong muốn chính phủ, chính quyền các cấp sớm triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm được tiếp cận những gói hỗ trợ thiết thực, hiệu quả về thuế, tín dụng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giúp doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển. Tôi hy vọng là năm 2022, tất cả những một màu sắc mới đến với doanh nghiệp và ngay cả bản thân doanh nghiệp chúng tôi tự tin hơn trong vấn đề để quan hệ kết nối với khách hàng và một cái chương trình của Thanh Hóa nó đang vươn lên. Tôi nghĩ cũng đang vươn lên giống như con rồng nó đang vươn lên. Thì tôi tin chắc rằng doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ vươn lên để xứng tầm với các doanh nghiệp khác. Cái quan trọng nhất là đảm bảo cái đời sống cho anh em để cho công ty phát triển cũng là đóng góp một phần để trong cái xây dựng cho tỉnh nhà. Công ty Liên doanh Hóa Nghị cũng đã có những sự đầu tư đổi mới về trang thiết bị cũng như là công nghệ và cũng chuẩn bị các cái điều kiện để là tiếp tục là thúc đẩy phát triển thị trường trên cái tinh thần là quan tâm hàng đầu đến cái chất lượng sản phẩm để có thể là lâu nay các cái thị trường cũng đã mở rộng ra toàn quốc thì sẽ tập trung để là nâng cao được cái sản lượng, đưa cái thương hiệu của công nghiệp Thanh Hóa đến đông đảo người tiêu dùng cả nước. Thống kê ngay trong tháng 1 đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022. Các chuyên gia kinh tế dự báo năm 2022 có thể mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nếu có sự linh hoạt, nắm bắt thời cơ và có khả năng ứng phó, dự báo được những diễn biến cung cầu của thị trường. Theo nhận định, nửa cuối năm 2022 sẽ là thời điểm có triển vọng rõ ràng hơn với các doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận sẽ mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm do được hỗ trợ bởi cầu tiêu dùng trong nước phục hồi và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh hơn so với nửa đầu năm. Chủ động đổi mới, phát huy tối đa nguồn lực và nắm bắt tốt cơ hội, doanh nghiệp Thanh Hóa sẽ vững vàng vượt khó, phát triển tích cực và có sự bứt phá tốt trong năm 2022. Bản tin thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 14 về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết số 09 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. Sau đây là những lưu ý của các chuyên gia y tế đối với học sinh, sinh viên khi trở lại trường học sau Tết. Cha mẹ học sinh tại trường mầm non không đến trường, không đưa trẻ đến trường nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ. Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng, đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, cần đeo khẩu trang khi đến trường, khuyến khích đeo trong lớp học, khi ra về, khi cần thiết. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Học sinh trung học phổ thông và sinh viên khi trở lại trường học cần đeo khẩu trang khi đến trường, khuyến khích đeo trong lớp học, khi ra về, khi cần thiết, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Thông báo với gia đình, nhà trường, cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu vãn cảnh dâng hương của nhân dân và du khách dịp Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương và ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa danh thắng trên địa bàn tỉnh rất chú trọng công tác đảm bảo cảnh quan môi trường để những địa điểm trên luôn xanh, sạch đẹp và giữ được không khí trang nghiêm, thành kính. Tại di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh rừng thông huyện Đông Sơn, cổng chào được trang trí hoa tươi, cây cảnh, hệ thống đèn điện, không gian di tích thoáng đãng, phong quang, sạch đẹp. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm nay trùng với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, huyện Đông Sơn đã phối hợp với Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quảng cáo Thanh Hóa tổ chức trưng bày triển lãm ảnh Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác ngay trong khuôn viên di tích. Những điều trên tạo được ấn tượng đẹp trong lòng người dân đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và tham quan vãn cảnh. Tôi đến đây để thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay thực sự là vô cùng xúc động và phấn khởi bởi vì thấy cách bài trí trang hoàng vô cùng lộng lẫy và bắt mắt. Tôi thấy cái khu này vô cùng là lịch sự và khách đến tham quan du lịch mọi người đều phấn khởi. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng người dân đến dâng hương vãn cảnh tại các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh tuy có giảm hơn so với mọi năm, nhưng vẫn tương đối đông. Ngay từ trước Tết, chính quyền các địa phương đã đầu tư kinh phí để chỉnh trang cảnh quan, phân công cho các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với những địa phương có các khu di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng, thu hút đông du khách, như thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, các huyện Thường Xuân, Triệu Sơn, Thọ Xuân đã ban hành các phương án riêng phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị. Theo ghi nhận của phóng viên, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cảnh quan môi trường ở các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp, phục vụ tốt nhu cầu tín ngưỡng, tham quan, vãn cảnh đầu xuân của nhân dân. Để đảm bảo cái cảnh quan môi trường cũng như là di tích trong cái dịp Tết Nguyên đán để phục vụ du khách bà con nhân dân đến để dâng hương tín ngưỡng thì thành phố Sầm Sơn chỉ đạo và có kế hoạch rất cụ thể phân công các lực lượng trước Tết đã khang trang chỉnh trang lại toàn bộ cảnh quan khu vực đền, trồng cây xanh cũng như là hoa, rồi là bố trí cây cảnh và thắp các loại đèn trang trí để cho cảnh quan môi trường nó đẹp và đảm bảo thông thoáng. Dự báo trong tháng riêng, lượng người đến dâng hương tham quan vãn cảnh tại các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh sẽ rất đông. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường ở các khu di tích lịch sử văn hóa luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện đi lại tăng cao, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 1A. Để đảm bảo an toàn và kiềm chế tai nạn giao thông, trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A đã tăng cường lực lượng phương tiện cắm chốt và tuần tra trên các tuyến, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sẵn sàng phương án giải tỏa khi có ùn tắc giao thông. Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh,
Năm nay, nhiều người chọn cách dùng các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy để di chuyển về quê ăn Tết. Do đó, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A tăng đột biến, khiến tuyến đường thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ phương tiện tại một số thời điểm. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A đã bố trí 4 tổ công tác kết hợp tuần tra kiểm soát và chống ùn tắc, tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm của lái xe như chở quá khách, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở lái xe và hành khách chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch. Khác với mọi năm tập trung chủ yếu vào lái xe khách, thì trong những ngày này, lực lượng tuần tra sẽ chú trọng kiểm tra kiểm soát nhiều đến các đối tượng đi xe cá nhân như ô tô, xe máy đường dài, nhằm nhắc nhở người lái xe thực hiện nghiêm túc quy định, tham gia giao thông an toàn. Thực hiện các phương án kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông, thì Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Sương chúng tôi thì đã tăng cường bố trí tối đa cái lực lượng tuần lưu, tăng cường cái công tác tuần lưu trên tuyến, đặc biệt là tập trung vào những cái trọng điểm, những cái điểm mà thường xảy ra cái ùn ứ giao thông đấy, để tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt các pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thì đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân gây ra cái tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Dự báo từ nay đến hết tháng Giêng, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng do phong tục đi du xuân, lễ chùa đầu năm. Kéo theo đó là nguy cơ lây lan dịch COVID-19 sẽ ngày càng phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường và duy trì lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông, người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc phòng chống dịch khi đi ra đường. Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng dạy, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, các thầy cô giáo ở trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, bồi đắp tình yêu môn lịch sử cho học sinh, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau. Sự tâm huyết trách nhiệm của các thầy cô đã mang lại những quả ngọt đầu năm học này. Lần đầu tiên, trường có học sinh đạt giải nhất môn lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mặc dù đang là học sinh lớp 11, nhưng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay, em Phạm Thị Mai Hiền, người dân tộc Mường, đã được chọn vào đội tuyển lớp 12 của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc và xuất sắc mang về giải nhất đầu tiên cho trường. Lịch sử cũng là môn học trường đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi này. Với 5 em dự thi thì cả 5 em đạt giải. Khi có kết quả đó thì em nghĩ đến cô Lan là người đầu tiên ạ. Bởi vì cô là người mà đã truyền lửa, cô đã giúp em rất là nhiều trong học tập ạ. Ngoài những kiến thức trong cơ bản trong sách giáo khoa thì cô còn sưu tập thêm các tài liệu, các phim ảnh và các tài liệu của cô giúp em nâng cao hơn về kiến thức, giúp bọn em hiểu sâu, hiểu rộng hơn, rõ hơn về vấn đề ạ. Không chỉ nỗ lực làm cho mỗi giờ học lịch sử thêm sinh động, hấp dẫn đối với học sinh qua các thước phim, hình ảnh, tư liệu, giáo viên dạy lịch sử của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc còn chú trọng đổi mới hình thức ôn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi bằng cách hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, bảng biểu so sánh, giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức cơ bản và ghi nhớ lâu. Ngoài kiến thức trong chương trình, các em còn được thầy cô hướng dẫn tự học, tự tìm hiểu, tích lũy kiến thức từ thực tế, từ các nguồn sách tham khảo. Trong mỗi giờ lên lớp thì bản thân tôi luôn chuẩn bị rất là chu đáo, chỉnh chu trong mỗi tiết học và sử dụng hiệu quả các cái thiết bị dạy học như là máy chiếu, như là tranh ảnh hoặc là các tài liệu học tập khác để cái tiết học lịch sử của mình trở nên sinh động, hấp dẫn các em hơn và để từ đó các em có lòng yêu thích bộ môn và có ý thức tự giác để học tập bộ môn. Thành tích dạy và học môn lịch sử đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc. Năm học 2021-2022, trường có 26 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 18 trong 100 trường trung học phổ thông của tỉnh và là một trong 4 trường trung học phổ thông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2021. Có được những thành tích những năm vừa qua thì đó là cái sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất giữa tập thể cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường và sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Thầy giáo, cô giáo là phải thay đổi mới cái phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm và trong quá trình giảng dạy thì khơi gợi cái sự hứng thú, phấn khởi cho các em học sinh, tránh cái việc tạo ra cái áp lực trong học tập. Nhà trường cũng đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Hàng năm thì nhà trường có tổ chức cái lễ
ở cái Tết khuyến học trong cái dịp Tết đến xuân về. Là ngôi trường thứ hai khối trung học phổ thông dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn 4 năm thành lập, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc đã từng bước trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục của khối trung học phổ thông toàn tỉnh. Đó sẽ là nguồn động viên quan trọng để đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên tiếp tục phấn đấu thành công hơn nữa trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các huyện miền núi Thanh Hóa. Những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nhâm Dần, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị địa phương chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ rừng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các đơn vị kiểm lâm đã sớm xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan, quản lý hộ khẩu, thống kê, phân hóa, xác định các đối tượng, chủ đường dây mua bán lâm sản để kiểm soát ngay từ đầu. Từ trung tuần tháng 12 năm 2021 đến nay, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 27 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Trong cái bối cảnh dịp Tết thì mọi người về quê sum vầy, thì đối với anh em kiểm lâm thì xác định là nó nhiệm vụ đặc thù, cho nên là cũng thực hiện nghiêm cái quy định chỉ đạo của chi cục kiểm lâm, đấy là phân công trực đơn vị 50% quân số, tăng cường công tác tuần tra an ninh rừng, cài cắm thông tin để xử lý những cái hành vi vi phạm liên quan đến luật lâm nghiệp. Ban hành các cái phương án về quản lý bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, rồi là các cái kế hoạch kiểm tra ngăn chặn xử lý các vi phạm trước, trong và sau Tết. Thì đối với kiểm lâm là phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở như xã để có cái triển khai kiểm tra rồi ngăn chặn xử lý ngay tại gốc. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách ở các ban quản lý rừng phòng hộ, bố trí trực 24/24 giờ ở các trạm gác, tăng cường kiểm tra an ninh ngay từ cửa rừng. Các lực lượng đã phá hủy 28 lều lán của những đối tượng khai thác lâm sản trái phép, trục xuất ra khỏi rừng 44 đối tượng. Tại những khu vực có bộ đội biên phòng đóng quân, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng cũng phối hợp tham gia tuyên truyền để người dân không xâm canh xâm cư và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, các đơn vị kiểm lâm cũng bố trí lực lượng cơ động tăng cường trực ở những khu vực có diện tích rừng dễ cháy nhằm đảm bảo triển khai công tác phòng chống cháy rừng được kịp thời, nhanh chóng. Để đảm bảo nguồn điện cho đồng bào các dân tộc miền núi vui xuân đón Tết, cuối tháng 12 năm 2021, ngành điện Thanh Hóa đã lắp đặt, đóng mới thêm nhiều trạm biến áp. Việc khẩn trương hoàn thành và đóng mới các trạm biến áp đã góp phần đưa nguồn điện đến với nhiều bản làng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đón xuân mới Nhâm Dần, đã có thêm 1.150 hộ đồng bào các dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa của Thanh Hóa có điện lưới quốc gia. Đó là kết quả từ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư và Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp nhận vận hành dự án sau khi hoàn thành. Đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ dân thuộc 11 huyện miền núi Thanh Hóa được sử dụng điện đã tăng lên 98,4%. Hôm nay thì được hạ thêm cái trạm ở đây thì có nhiều cái cơ hội để mà tạo điều kiện thuận lợi cho bà con là được phát triển kinh tế xã hội này, đảm bảo đời sống hàng ngày trong sinh hoạt cũng như là giao thương buôn bán thì nó sẽ có những cái thuận lợi nhất định. Qua đó thì góp phần là giảm đi cái tỷ lệ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Trong những năm vừa qua thì công ty cũng đã đầu tư rất nhiều về cái đường dây trung và hạ áp. Thì sau khi mà được đầu tư thì cái việc cấp điện của bà con nhân dân trên địa bàn là cũng cơ bản là ổn định. Đến hết năm 2021, Thanh Hóa vẫn còn 37 thôn bản và cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia. Dự kiến trong năm 2022, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các dự án cấp điện lưới quốc gia cho 20 thôn bản cụm dân cư thuộc 6 huyện miền núi cao. Cùng với các chủ trương chính sách đầu tư cho khu vực miền núi của Đảng, Nhà nước, dòng điện sẽ tiếp thêm niềm tin, tạo khí thế mới để đồng bào các dân tộc đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.